xe đỗ người cho nó đỗ ngu thế nhỉ? Đỗ thế kia thì xe lắc là rất khó. Không, không, không. Rẽ phải vào phố Ngô Đình Mẫn, sau đó rẽ phải sau thế giới phụ kiện. Lái xe tập thêm lên tính. Rẽ phải sau thế giới phụ kiện, ở bên phải vào đường Lê Trọng Tấn. Nóng tính lắm hả? Không, nó không nóng nhưng mà đây là nói chung của mọi người. Cậu cái này sợ gắn vào đây nó tự nhiên nó áp vào hả? Ừ, cái điện thoại rồi đút túi còn ai nó gắn vào đây. Thích mình xích xem cái gì xem. Mà cháu chưa có kết nối được đây. Nhưng mà cái này là của Google Maps hay là của anh? Đây Google Maps, đây. Chào bạn, cái gì gì mà tao hỏi cái vụ đó. Mấy cái gì kia. Ok. Ok, cái mà sao. Đấy, thế còn đây là cái Việt Map đây này. Đấy. Đấy. Tức là cái khi mà ấy thì nó sẽ tích hợp lên cái điện thoại của mình thôi chứ không liên quan tới cái xe này. Không, nó hiện lên cái xe này là chính. Không, nhưng mà khi mà mình mua thì nó cài với điện thoại của mình. Đầu tiên thì đều ở điện thoại của mình cả. Còn cái điện thoại nó kết nối với thằng xe. Ừ. Thì như vậy thì mua một cái đó thì mình chỉ cài cho một cái điện thoại trong người trong nhà được thôi. Cài cho 100 cái điện thoại được. À. Nhưng mà dùng thì khi dùng thì dùng một cái. Lúc nào mà người khác dùng thì người cái đấy bật lên. Bật cái điện thoại lên. Mà người đấy phải ngồi gần cái thằng này thì tự khắc nó sẽ kết nối. À, phía trước có camera theo dõi tốc độ. Đấy, thế nó phía trước có camera theo dõi vượt đèn đỏ. Phía trước có camera phạt nguội. Đấy, nhiều cam, nhiều bởi ba loại cam. Chờ nó báo gì? Oh.
trước có camera phạt nguội. Cam hành trình thì nó nhắc để mình đỡ quên nữa này. Toàn đồ chơi mà. Sao nó lại đứng lên như vậy được? À nó dán hả cậu? Nó nào mình dán nhà nó nào. Xe phía trước đã di chuyển. Ai nhắc cái đó? Cái đó là của cái mình mua nó. Cái thằng cam này. Cam này là cam gì? À, cam hành trình. Cam hành trình là nó riêng. Không phải là độc lập. Cái đó là cậu giải thích cho cháu cái cam hành trình là cái gì mà cái này là cái gì, cháu cứ tưởng nó là một không á. Bình tĩnh rồi, nhìn như giờ việc gì tôi phải đi chụp ảnh. Về tôi có đủ hết dữ liệu, kể cả từng động tác một. Nhìn ra phía trước có camera theo dõi vượt. Nhưng mà cái cam đó nó ở đây, đâu mà nó nhìn đây, được đây cam này. Đi xe này hơi bị ghê đó. Xe này hơi bị kinh á. Tôi theo dõi hết nhé. Chưa kinh, vẫn còn nữa. Cảnh khác.
Thì cái đó là đổi cam trước lại cam sau thôi. Vâng, cứ tưởng thế thôi. Thế là nào? Đây, cam sau đây này. Đấy, cam sau là cái thằng đi đằng sau kìa. Ồ, ghê vậy. Đi bây giờ đấy. Ghê vậy. Ghê. Đấy, thấy chưa? Cái thằng nhìn gương sau xem có đúng là cái thằng xe VinFast đang đằng sau rồi, không? Rồi, nhìn vậy là biết đằng sau rồi. À. Thấy chưa? Tức là nó đấy. Do cái cục này hả cậu? Do cái cục này. Đấy. À, nó kết nối với cả hai thằng này. À, đúng rồi. Nhưng mà nó là hai thiết bị mua riêng hay nó là hai thiết bị nó là chung? Riêng. Thằng này đằng trước đó. Đấy, đây tôi có thể lúc thì xem Google Map được mà xem của cái thằng theo dõi kể cả tốc độ cả ấy cũng được. Hay quá. À, hôm bữa đi là hóa ra thằng Long nó cũng đi chiếc Cross. À. Cross mà của nó mua cái 3 năm rồi. À. Dê xăng. Nghiệp nhỏ cũng bị kẹt thế. Lắm. Bây ông giờ vô lòng ông nhốt hết. Bây giờ mày mới nếm mùi. Trước đây nói thì có thể cũng bán tín bán nghi nhỉ. Bởi vì nó cũng biết cái tính cách của cậu. Chứ không phải là nó không biết gì như người khác. Có camera theo dõi tốc độ. Đấy, cháu có nghe thấy cái tiếng chụp ảnh không? Có. Đấy. Là cái gì đó? Đấy, tức là những cái gì tiếng động mạnh là nó đều chụp để lưu lại. Để giả sử như ai động mạnh vào cái xe này. Đấy, là do cái gì? Như các cam này này. Vậy hả? Cậu bộ biểu diễn cái vụ mà mình đi nhanh hay gì là quá hay gì là nó thắng lại hả không? À, đây. Cái đầu tiên ấy. Tí nữa là đường cao tốc. Đây đi chậm thì cái tác dụng nó không cao. Còn cái cục kia là cục cậu vứt đó hay là cục thiệt kìa? À, cái cục con đấy thì là số điện thoại của mình. Để người ta cần kêu thì mình kêu. Không, cái số điện thoại của mình để người ta cần kêu mình di chuyển xe. Đúng rồi, có vấn đề gì thì người ta biết là xe của ai để người ta gọi. Đã đủ mát chưa? Dạ đủ mát. Cậu để cam cái này á là ba cái cam nhé, kể cả cam trong xe này, nãy cháu nhìn là nhìn thấy cậu cháu mình đúng không, thế và cả cái cam trước và cả cam sau là cậu để 24/24, tức là ban đêm mình đỗ xe đấy mà anh nào đụng chạm gì hay là người đi đằng trước đằng sau là nó đều ghi lại hết.
Vậy vì sao cậu lại dùng cái bộ nguồn riêng? Bộ nguồn riêng ở đâu? Tí nữa chị. Bởi vì bây giờ là đang lại mở cái ngăn này ra để đấy, ở trong cái túi ấy. À, trắng trắng đấy. À. Thì là cậu kết nối vào rồi à? Hay là lúc nào, hay là khi nào cậu ra cậu mới kết nối? À, có lưng khô, ăn lưng khô. À, thích ăn lưng khô nha. Hai trăm mét nữa, rẽ trái vào đường Khuất Duy Tiến. Ôi trời chết rồi, thế thì mình lại đi vào cái đường này thì mình lại quay lại rồi. Thì mình đang muốn đi vào Khuất Duy Tiến mà. Không, đáng nhẽ ra là... Rẽ trái vào đường Khuất Duy Tiến. Mình lại để đi đường trên. Này thì nó còn lại rồi. Trời ơi, cái này phải vứt đi rồi. Quá hạn sử dụng. À, đi tiếp 1 km nữa. Ờ, nhưng ăn được mà. Cậu vẫn ăn. Tháng 4 năm 2017. 200 mét nữa, nhập vào đường Lê Văn Lương. Sao nó lại trễ chứ vậy? Chả lẽ cách đây cả chục năm? Thì mua lâu lắm rồi, chả lý. Mua từ đời xe trước. Nhập vào đường Lê Văn Lương, sau đó rẽ phải vào đường Nguyễn Tuân. Rẽ phải vào đường Nguyễn Tuân. Ba trăm mét nữa, rẽ phải vào phố Ngụy Như Con Tum. Sẽ phải vào phố Ngụy Như Con Tum. Trước mày chắn mày, ha, mày vào luồng này. Tự nhiên mày càng thích tao. Rất là vô lý, tao thì được rẽ phải. Mà phải chờ mày. Thầy phía trước đã di chuyển. Bốn trăm mét nữa, rẽ phải vào đường Khuất Duy Tiến. Sẽ phải vào đường Khuất Duy Tiến. Đang muốn chở mình đi vào chỗ thiên la địa võng nữa đâu. Đi tiếp 1 km dưới nữa. Thì đó là lên đường cao tốc.
trước có camera theo dõi vượt đèn đỏ. Hai trăm mét nữa, đi theo đoạn đường nối đường cao tốc bên trái tới lối vào. Đi theo đoạn đường nối đường cao tốc bên trái. Đây là lên cao tốc. 400 mét nữa, nhập vào cao tốc 37. Cao tốc 37. Sóc cái là nó chụp ảnh. Nó chụp hình, đó là nó chụp hình bên ngoài xe. Đúng rồi. Mà nó chụp đó là chụp 3 bề 4 bên luôn hả? Phía trước cả bên trong xe các tốc độ. Đi tiếp cao tốc 37,9 km nữa. Chả thấy chỗ nào nó như cao tốc 37 mà lại đã đây là 37 rồi. Đấy nha, bây giờ cậu mới nói cái vụ giới hạn tốc độ. Không phải là giới hạn tốc độ mà nó từng mà thứ nhất đầu tiên đấy cái nút này nhìn chưa đây, cháu phải nhìn vào cái táp lô này để ý này, bấm cái nó có gì chưa, nó hiện lên cái hình xanh xanh ấy, nhìn chưa, trên cái đồng hồ ấy, cái ô tô trên cái đồng hồ này. Rồi nhìn chưa đấy. Ok nhá. Thế bây giờ cháu đang đi 65-69 này, đây, xong cháu bấm cái nút set này. Đấy, thế thì có nghĩa rằng là nó sẽ cắt cái khoảng cách của thằng đằng trước à. Đấy, là nãy là đang để 69 ấy, gì đấy, đúng không? Bây giờ cậu bỏ chân ga đây, thấy chưa? Là nó cứ thế là 69 cây. À, nó sẽ giữ, nhưng mà vì thằng trước nó chưa đi nhanh thành ra là nó vẫn giữ cái khoảng cách, thì nó chấp nhận đi chậm theo cái thằng đằng trước. Nhưng thằng trước mà tăng lên đây thì nó sẽ tự nó lên đây. Cháu trông cái chân cậu hỏi nhá, cậu quay trả ngay đấy. Đấy, phía trước lên. Có camera phạt nguội đấy, tốc độ chỉ có 10 thằng cậu đang đấy, cậu đang xét 72 nhưng mà nó vẫn giữ khoảng cách với cái kia đúng không? Cái đúng số rồi. 72 kia là nó vẫn giữ khoảng cách với cái kia là bao nhiêu mét đó? Đấy, là giữ khoảng cách an toàn, là tự động nó tính. Rồi. Thế chứ nó không vì 72 mà nó tăng lên để nó dí vào đít thằng kia. À, đúng chưa? Đây, cậu chỉ việc bây giờ để quan sát để đánh tay lái. Mà thôi. Nếu mà có sai làn thì cái thằng này nó nhắc nhở cái thằng sai làn thì biết rồi đúng không? Tốc độ giới hạn. Cái thằng sai làn là cái thằng này, nhưng mà cái thằng này mình bấm một lần thôi là nó sẽ nhớ lúc nào nữa. Đấy,
Đấy, bây giờ thằng kia nó rẽ phải, thằng này nó tăng lên ngay này. Đấy. Đấy, tự nó tăng này. Thấy chưa? Đấy, nó sẽ tăng lên 72. Bạn đang vượt quá giới hạn tốc độ. Chỗ này là nó cho đi là 60. Đấy, thì mình thôi mình phanh lại. Đấy, nhưng mà mình mà đã đạp phanh ấy thì có nghĩa rằng là xóa bỏ cái set đó. Thế bây giờ ấy, mình lại bây giờ mình xem là cái qua cái thằng 60 này đi. Đấy, bây giờ đang cái đường này là đường nó yêu cầu có nó cho phép có 60 thôi. Thì mình qua cái đoạn 60 này xong rồi đoạn cao hơn thì mình mới set thế lại. Thì chỉ có bấm cái nút set này thôi. Quá giới hạn tốc độ. Được, cái vượt này thì không đáng kể. 60 mà đi sẽ đến 64 cũng không thành vấn đề. Tốc độ giới hạn tiếp theo 100 km/h. Cục đấy là cục cậu đang thiết kế tiếp bổ sung từ vì cục cục này nặng, tức là dùng cả ngày hôm qua là nó hết điện rồi, cậu mới thay sang cái cục nguồn đúng không? Cục nguồn như cái cục mà đang để trong ấy. Rồi đến đây cho 100 này này đấy, thế thì bây giờ cậu mới tăng tốc này đuổi theo cái thằng kia nhá, xong rồi cậu mới xét đến cái chừng nào đó. Đấy, 84 đi. Đấy, đấy, cậu xét 84 rồi. 85 rồi. Thế bây giờ cậu chỉ đặt sẵn ở chân phanh để mình nhé. Nhưng thực ra đây này, nó đã giảm tốc độ ngay, thằng kia nó giảm. Nhìn chưa? Đấy. Chứ cậu không đạp chân ga, chân ngheo gì. Đấy. Đấy, tự nó tăng giảm. Thế là hiểu rồi đúng không? Xét là cậu đạp lên đến cái tốc độ đó, bắt đầu bấm xét là rồi, nó sẽ đúng. Giữ chính xác. Chúc mặt mũi thế mà hiểu rồi. Con nó giống cái án khẩu hiệu. Đấy, bây giờ mà cậu mới đi sang bên này thì nó sẽ thoát hơn cái thằng xe tải. Đấy, thì nó sẽ tăng tốc ấy. Đấy, cậu đang đạp chân phanh nhá. Tức là đang để hờ chân phanh. Đấy, nó tự nó sẽ tăng lên. Đấy, thế nhưng mà thằng trước kia thì... Đấy, lên, đấy tự lên, 82 rồi chưa? Thế lắm lúc thì coi em được nghỉ ngơi với chân rồi này. Là 85 giờ thì khoảng 85 thế thôi. Thế còn bây giờ muốn tăng ga lên nữa thì mình lại nhấn ga lên tiếp. Ví dụ là 90 này, nhấn ga lên tiếp này. Rồi, 91. Thank you.
lên rồi. 600m nữa, nhập vào cầu Thăng Long, liền. Đường Phạm Văn Đồng. Đấy, đấy, cậu để 80 rồi đấy. Cho bao nhiêu km mình xét đúng cái km đó xong đúng là đúng. Bắt đầu mình lo lái tay lái thôi. Đúng rồi, chỉ quan tâm đến tay lái thôi. Đấy, thằng trước mới chạy chậm cái là nó cũng sẽ chạy chậm lắm. Đấy, nó giảm về 70. Thế cậu đi từ đây về Uông Bí hay là nói chung là cậu đi cao tốc là cậu sẽ sử dụng chức năng này hả? Đúng rồi. Chứ còn tốc độ thấp thì mình không nên sử dụng. Được chưa? Thế là đôi khi nó cũng nhàn được tí. Đấy, chiếc chạy xuống còn có bốn mấy nó cũng đành phải theo nữa. Che nắng là cậu chưa mua. Thật ra ấy, cậu đang dán cái gì đây để làm gì để cho nó nhìn được cái kính hả? Đúng rồi, là mưa, cái nước mưa ấy. Không nó bị ấy. Ừ, nó không bị lấm tấm. Mà nó vừa an toàn là lúc nào nó cũng giữ khoảng cách. Chứ mình không quên lắm lúc đi mà ấy là cứ dí sát đít vào nhau cho nên là hay cái lỗi là bị tai nạn gọi là dồn toa. Mấy cái cùng bị. Chứ thằng cái này thằng trước phanh gấp nó cũng phanh gấp luôn. Đang là kế hoạch cái này thằng Linh đi trước kết hôn với một cái con nào đó. Đấy,
thế thì rồi xong rồi nhà cả nhà thì xác định là kể như là thằng Linh đi qua bên đó, mà kết hợp trong thời gian Loan chưa qua mà nó có bồ bịch gì với con kia thì cũng ok luôn, coi như là chấp nhận luôn, vì nói chung tất cả về tương lai hai thằng kia, hai thằng con đó. Thế tương lai hai thằng con mai kia mình ra sao? Chả biết. Kiểu vậy. Nhưng mà tưởng dễ ăn chứ, đi qua nước ngoài làm mới thấy khó khổ hơn Việt Nam nhiều. À, nhưng mà nhiều người giấc mơ Mỹ rồi cuối cùng vỡ mộng. À, chính là Mỹ đi còn muốn về chết mồ. Mỹ ở bên kia sướng chết đấy, nhưng còn thèm thuồng đi về. Thì đừng có nói Mỹ khổ. Mỹ khổ là càng muốn về mà về không được. Đấy. Có một cái mắt nữa đúng không? Đúng rồi. Một cái bộ là cái này và cái đằng sau nó liền nhau. Còn cái này là độc lập. Thì cái này chỉ cái này có quay nội trong xe. Trong xe. Thì cái này là mất gần 1 triệu. Thế còn cái này là mất 2,5 triệu. Thế coi thì thôi làm tròn đi là 2 triệu, là 3,5 triệu. Thực ra thì nó đã có cái cơ cấu để đấu cái điện của cái cam này vào xe rồi. Đấy, cắm ở đây rồi. Nhưng mà cậu cũng không dùng bởi vì cậu không muốn tiêu hao cái ắc quy của xe. Cho nên là cậu mới chế ra cái nguồn riêng. Đấy. Nó an toàn cho xe. Tức là xe không bị suy chuyển, không sợ bị ắc quy của cam nó tiêu hao cái cục này đâu đây. Đấy. Thế thì đây cậu cũng lại đang sạc lại, tức là tranh thủ cái thời gian đây này, cháu thấy thế là nó đang báo là đang sạc nhanh đấy, nó phát lấy nguồn nào để sạc nguồn của xe à, khi mình chạy thì mình lấy nguồn của xe để mình cắm mình sạc cái thằng này. Thế bây giờ mình ví dụ như mình lên đến Nội Bài, thì là nó cũng sạc được một cái lượng tương đối thôi chẳng hạn. Trước bảo đã lấy 2 con xe của đứa con gái, con gì đấy, con Vân Anh à? Xong con Vân Anh lại phải mua cái xe mới, nó cũng mua như gái của mình này. Cũng nghe bảo thì bảo thế. Không, hôm xuống cầu chúc Tết bà Mão hay à? Hôm mua xe về xuống chơi bà Mão, đón bà Mão đi chơi. Nhưng mà kể ra tụi nó cũng gọi là thư thả quá chứ, muốn chiếc xe cái là mua chiếc xe chứ. Đâu có phải đến nỗi nào, đúng không? Thì
cho là con kia lấy mất hai chiếc xe đi, con mẹ lấy mất hai chiếc xe thì con vô con mua chiếc xe mới, kể ra cũng chẳng có vấn đề gì. Sông xanh thì vấn đề gì đâu, tức là nó vẫn nhiều nguồn, không nguồn này nó có nguồn khác. Nước chè đấy chứ, cháu nước lọc thì bên cạnh này cháu không, cháu mới uống cháu kia. Là sáng ra ấy, là hôm qua thì thành ra là được ngủ sớm. Thế thành ra là sáng nay 4 rưỡi cậu đã tỉnh dậy rồi. Thế 4 rưỡi dậy pha cà phê rồi pha chè. Xong rồi gần 6 giờ xuống mới bảo cái thằng giả phong, rồi bảo cái thằng bảo vệ khách sạn này. Cờ quanh đấy có nước, nó bảo có. Thế mà để ta rửa xe, nó bảo vâng, thế là lại mắc cái vòi. Thế thì nó định xăm sắn nó ra, định nó lấy cái vòi, bỏ cái vòi của mày yếu làm sao đấy trời. Đây tao có xô rồi, mày chỉ vòi cho vào xô thôi. Thế còn tao có bộ rửa xe đây rồi, thế là mày móc cái bộ rửa xe ra, xịt xiếc đánh phun bọt phun nước đàng hoàng. Thế nghe trông nó xe nó mới sạch như này. Ui giời ơi, cháu không dám gỡ những cái miếng này ra, gỡ ra một, nói chung là gỡ ra một miếng là nó lòi cái mùi ra. Tốc độ giới hạn tiếp theo. Nhưng mà cái xe này mùi rất là dễ chịu. Còn tùy thuộc vào cái thằng lần trước đã, mình bây giờ mình... À không thì à đúng rồi, thằng trước nó đang đi có 50, mình cũng chả phải làm gì cả. Mình cứ bám theo nó. Còn thì... trường hợp thằng kia không có cả, mình mới phải hãm lại đúng không? Thằng kia mà nó chạy quá tốc độ thì mình cũng lại chạy theo cũng quá tốc độ. Nhưng mà thông thường thì những thằng trước nó cũng không ngu gì để nó chạy quá đúng không? Thế mình cứ bám theo nó thôi, chứ mình chả phải xét lại gì cả, kệ. Này, nó cũng cứ bám khoảng cách. Ngày thứ ba, hình như ngày mai là cưới con của cái thằng Dũng. Và trong ngồi ăn cơm đó là thằng Dũng gọi điện cho cậu Tiến để nhờ đi họ đi đại diện đấy. Mà cái thằng nó đã nói chuyện, ôi giời ơi, cái chuyện đúng vào tai. Tốc độ giới hạn 10 km/h. Xong tối là ăn cơm xong là hai đứa lại lên, là viết mớ thiệp pháp thế chóng được cái. Rồi mà cái con, cái thằng cháu chả hiểu cái đó nó mời làm cái gì nữa cậu, rất là vớ vẩn. Để phòng cái đoạn trên kia nó phạt đến cái luồng này, nó sẽ là luồng xe buýt không, luồng rẽ trái. Đây là chắc hay dình phá. Thế là hôm bữa đó tập hợp cả con Kim Anh, con Phượng và các thứ ra đó. Thế là Kim Anh, Phượng thì các thứ là được thiệp hết. Nó đem lên đó nó còn viết mà. Được thiệp hết, dì Mão cũng được thiệp luôn. Rồi mời cả con Thủy rồi các thứ, chúng nó cũng tham gia. Trời, cái ông này con bà nào tha ở đâu về cũng làm đám cưới rồi cũng mời mời lắm gì, chả liên quan gì. Rồi hôm bữa đó là thằng Dũng với con Oanh qua.
Nhưng mà hôm trước đó là lúc chúng nó lục đục, nó gọi điện thoại, nó nói với cháu tùm lum tùm la cậu. Giống như kiểu nó nói người nhà mình, nó chửi con anh này nó. Cháu gặp nó cháu cảm thấy ngượng ngạo, không có nói chuyện nhiều. Cái cháu gặp nó cháu sực lại liền. Thì nó không có nói chuyện theo kiểu là vồn vã niềm nở gì. Người ta ngu lắm chẳng biết. Cái trạm thu phí thì sẽ ai đã biết. Nói chung là có thể là con loanh trước rời đến ông Thắng sau rời đến ông Đoạn. Đoạn vỡ thì chuyện sâu xa là thì mình thấy là mọi người cứ bảo cái oanh nó hiền, nó thật thà, ai nói sao cũng được, thế này thế kia. Nhưng mà cháu đang nghĩ là thực ra là mọi người đang tưởng thế, nhưng nó cũng đang cho mọi người cái kiểu giả chết bắt quả ai bảo nó hiền. Bao nhiêu anh bảo là kiểu là thương là bị lừa bị thế này, nhưng thực ra chưa chắc đã phải. Yeah.
đi tiếp quốc lộ 2A 1 km nữa. Một trăm mét nữa, rẽ phải vào đường Võ Văn Kiệt. Rẽ phải vào đường Võ Văn Kiệt. Mình chỉ chờ cái thằng ấy không rẽ phải. Nãy là mình có tí hiểu nhầm như thế nào. Bởi vì ấy, những cái hành động đấy nó là dẫn đến cái con đường tất yếu, nhưng mà chúng nó về ham quá à, hơn người vẫn làm nhiều cái thiếu chính không chính đáng. Hồi nãy ở dưới này là nó tới hai cái đèn đỏ, còn tắt một cái đèn đỏ thì cái xe trước mình nó mới chạy về thế này, mà hai cái đèn đỏ đó nó lại ngang cấp như nhau, chả biết là nó cho xe nào đi. Đi tiếp 3 km nữa.
đến nơi rồi đó. Bạn đang vượt quá giới hạn tốc độ. Xong mình có một đoạn đi lên vòng lại. Đấy, 150 mét này. Ra quốc tế. Quốc tế chạy bên đây. Quốc nội bên đây. À, quốc nội đi thẳng. Chắc quốc nội một tí nữa mình mới lên đến đây đúng không? Đi về hướng đông về phía tâm trại. Ba trăm mét nữa, nhập vào đường Võ Văn Kiệt. Này là lối của nhà ga quốc tế, người ta đi ra mình đi thẳng lên có sẽ có một cái cầu, mình rẽ bên tay phải một sắp tới rồi. Để kia chắc là cái cổng này là cổng của nhà ga quốc tế đi ra. Chắc cái lối đi ra. Phải là
ra cứ loại này. Đúng chưa? Đúng. Đi tiếp 1 km nữa. Đáng nhớ cái chỗ này. Nó như thiên la địa võng ấy nhỉ? Ờ, làm cái biển nó to to một tí. Vào nhà ga T1, ở đây đi theo cái cầu đó là vào nhà ga T1. Đi tiếp 800m nữa. Đi tiếp 800m nữa. Công nhận mấy chỗ này đúng là thiên la địa võng thật chứ. Mình đã một lần trước mình lấm tấm cái bộ này. Lâu lâu mình lại quên. Thế là phải đi ra phải đưa nhiều. Đúng rồi, ra phải đưa. Đúng rồi, đấy, lần sau phải đưa phải đón nhiều. Đây rồi, đây thì không làm được. Nhưng mà mỗi khi mình đi nào mà mình lại đi xuống cái sân đậu cho thấy nó ở đất cơ. À, thì đi là quá lên. Mình vào. Đây là mình lên thẳng sảnh cửa số mấy nhỉ? Nó chẳng nói cửa số không, mấy. Không, có cửa. Xem nó ở trên vé. Thật ra thì cửa số mấy để cho nó xuống cho nó thoải mái. Chứ đi bộ. Số 1. Cửa số 1 à? Thế thì qua rồi, thế là thế tạt vào ngay trên rồi. Mãi còn bị xây dựng được. Xong cửa xuống của mình xe. Cầm đồ ở dưới là ô dưới đằng trước này. Thank you.